Xin chào các bạn đã quay trở lại với mình và lại là mình Kamezaman Vochi đây ạ. Tập 16 CKB đi Toilet đã được phát hành và báo hiệu cho một đội quân mới của các Sir Baker. Và họ thật sự đã có rất nhiều sự thay đổi sau khi rời bỏ khỏi liên minh. Vậy hãy cùng nhau tìm hiểu xem vũ khí trang bị của họ có gì đặc biệt. Và họ có thật sự sẽ đối đầu lại với tộc Kamezaman hay không? Lý do gì họ lại có hành động này đối với vũ khí X-18? Và hơn hết là Kamezaman TOV sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Hãy cùng nhau phân tích chi tiết để tìm ra những điều thú vị về tập này cùng mình nhé. Trước khi vào video hãy nhớ ủng hộ mình một like và đăng ký nhé. Được rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Let's go! Tập phim vẫn bắt đầu từ phân cảnh CKB đi Toilet mù tan, bị vũ khí X-18 hút mất cơ thể. Sau đó là một âm thanh rất rùng rợn phát ra ở phía xa xa. Những tên CKB đi Toilet zombie đã phát hiện ra Kamezaman POV và anh ấy rất nhanh đã nhảy tới và kịp thời lấy được khẩu súng của mình. Sau đó tiêu diệt nó trước khi kịp cắn anh ấy. Thế nhưng một lũ zombie rất đông và hung hãn đang chạy về phía anh ấy. Có lẽ chúng là những tên zombie đã được Sir Baker zombie triệu hồi trước đó. Và chúng đã dì tới tận đây để tìm Kamezaman POV và CKB đi mù tan. Một tên CKB đi zombie đã nhân cơ hội tấn công lén Kamezaman POV. Mặc dù anh ấy không bị nó cắn, thế nhưng nó đã khiến khẩu X-18 bị tuột khỏi tay. Tưởng như đây sẽ là kết cục cuối cùng của anh ấy rồi, nhưng với hào quang nhân vật chính, thì anh ấy đương nhiên lại được cứu giúp. Một chiếc phi tiêu đặc biệt từ đâu đó đã ghim vào đầu hắn ta. Ngay sau đó nó đã phát nổ khiến đầu con CKB đi zombie nổ như quả bóng bay luôn. Sau đó rất nhiều chiếc phi tiêu như vậy bay tới lũ CKB đi zombie đang chạy tới, tạo ra một vụ nổ lớn tiêu diệt toàn bộ bọn zombie lát nhát đó. Nhưng ngay sau đó chúng ta cũng thấy lại tên CKB đi zombie trước đó bị Kamezaman POV phá vỡ trước màn hình. Có lẽ hắn tới đây kiếm anh ấy để trả thù ấy mà. Và chúng ta lại tiếp tục thấy những chiếc phi tiêu đang bay xung quanh hắn. Hắn cố khập mấy cái phi tiêu đó, bộ không sợ nó nổ tung mõm hay gì nhỉ? Và không để hắn phải khổ sở bắt mấy cái phi tiêu đó, một chiếc đã ghim vào má của hắn, tạo ra một vụ nổ, khiến mặt hắn có thêm một cái lỗ khá đẹp. Điều này có vẻ khiến hắn không được vui cho lắm thì phải. Và người đã sử dụng những chiến phi tiêu đặc biệt này cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ấy cưỡi trên một chiếc ván bay màu xanh, vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn tiếp cận gần tên CKB đi zombie và tấn công hắn. Liên tiếp các phi tiêu tấn công vào chiếc chân xúc tu của hắn. Điều này khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất. Sau đó cuối cùng chúng ta cũng thấy được rõ những người đặc biệt này là ai. Tưởng đâu là một chủng tộc mới nào cơ, nhưng đó lại là những người đã rất quen thuộc với chúng ta. Đó là các Sir Baker Man. Thế nhưng họ xuất hiện với hình dạng rất khác so với trước đó. Và có lẽ họ cũng chính là những lực lượng trước đó đã rời đi trong tập 12. Họ đều sở hữu một chiếc ván trượt siêu nhanh và hơn thế là còn có những bộ giáp cũng rất xịn sò. Và họ làm mình liên tưởng tới một kẻ phản diện trong bộ phim Spider-Man. Đó là Yêu Tinh Xanh, người cũng có một chiếc ván trượt bay màu xanh và vũ khí là những quả bom biết bay. Có lẽ các Sir Baker Man này được lấy ý tưởng từ nhân vật này. Dù sao thì sự xuất hiện này khiến họ trông cũng rất ngầu lòi. Ngay khi đáp đất, Sir Baker Man này đã tặng cho tên CKB đi zombie một chiếc phi tiêu chống đói. Và sau khi ăn xong thì hắn cũng lăn quay ra luôn. Chắc hơi no rồi. Và sau đó một kẻ còn có cái miệng lớn hơn hắn xuất hiện. Hắn ngay lập tức thể hiện độ bá đạo từ cái miệng rộng của hắn. Hắn hút trọn tên CKB đi Toilet xúc tu vào bên trong bụng luôn. Và các bạn có nhận ra hắn là ai chưa ạ? Vâng, đó chính là CKB đi Toilet hút chân không. Kẻ có cái miệng có thể hút mọi thứ. Và sau khi hắn trở thành zombie thì lực hút từ cái miệng của hắn còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Hắn hút cả những tảng đá lớn phía trước. Kamezaman POV đã phải sử dụng cây thông bồn để bám trụ, tránh việc bị hắn hút vào bên trong bụng. Các Sir Baker Man cũng rất cố gắng bám trụ bằng bộ giáp chắc chắn của mình. Nhưng một Sir Baker đã sơ ý bị hút đi mất. Nhận thấy nguy hiểm, Sir Baker khác đã liên lạc với chiến hạm của họ. Ngay lập tức nó đã có mặt ở phía trên họ. Sau đó con tàu bắt đầu thả hai con robot lớn xuống tiếp ứng cho họ. Các robot ngay lập tức tạo ra các chân trụ chắc chắn. Sau đó kích hoạt hỏa lực trên cánh tay và bắt đầu tấn công hắn ta. Thế nhưng hỏa lực từ vũ khí của họ có vẻ hơi yếu, mặc dù nó cũng đã ngăn được hắn hút hít. Sau khi bị tấn công như vậy, có vẻ như hắn trở nên tức giận hơn. Hắn đã ngay lập tức muốn khập con robot của Sir Baker Man. Nhưng rất may với sức mạnh mới từ con robot lớn này, anh ấy có thể ngăn chặn nó dễ dàng. Người còn lại đã ngay lập tức đổi vị trí tấn công hắn và tặng cho hắn một cú đấm khá mạnh. Và điều này đã tạo cơ hội cho người đồng đội của anh ấy nhảy lên tóm vào cây đinh thép trên tay hắn ta. Và khá bất ngờ khi đó mới chính là điểm yếu thật sự của hắn. Chỉ thấy Sir Baker đấm một cú đấm mạnh vào cái chốt đó, khiến nó đâm xuyên qua phía bên kia tay còn lại và ngay lập tức hạ gục tên CKB đi zombie hút chân không. Khá là khó hiểu khi mà trước đó ai đã đóng cái đinh chốt siêu lớn này vào tay hắn ta nhỉ? Bởi đóng vào không khiến hắn đi mà Sir Baker Man đóng lại lần nữa thì lại đi. Thật là ly kỳ nhỉ. Dù sao thì họ cũng đã giải quyết tạm thời vấn đề ở đây. Sau đó hai Sir Baker Man cũng tiến lại phía khẩu súng X-18 và họ đã dùng một thiết bị gì đó quét vũ khí này. Sau đó họ gật đầu với nhau như đã hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Có lẽ họ cũng đã biết về mọi thứ xảy ra trong thời gian qua. Hơn thế là họ cũng biết về những khả năng đặc biệt của vũ khí X-18. Sau đó chúng ta cũng thấy lại Sir Baker Man cà vạt chấm bi, người đã bị hút đi trước đó, nhưng có vẻ anh ấy không sao cả. Anh ta tiến về phía Kamezaman POV, tưởng rằng anh ấy sẽ nâng đỡ Kamezaman POV đứng dậy, nhưng không thử đón anh ấy lại là một cú đấm trời giáng. Cũng may là trước khi đấm anh Sir Baker Man cũng đã tắt bộ giáp ở tay của mình rồi mới đấm, chứ không chắc lủng cái đầu Kamezaman POV quá. Hơn nữa là anh ta cũng cầm một chiếc vòng trên tay, có lẽ họ sẽ giam giữ và đưa Kamezaman POV về căn cứ của họ. Và Monter Up cũng phần nào giải thích cho hành động này của các Sir Baker. Họ tin rằng cuộc chiến vẫn có thể chiến thắng nếu không có sự tham gia của các CKB đi. Theo quan điểm của họ, việc để lại lũ CKB đi Toilet cho đến chết
là đủ để lũ thây ma tiêu diệt chúng, và như vậy họ sẽ ngay lập tức giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, các Kamehameha lại nghĩ khác nên các diễn giả quyết định chủ động và tự mình gây chiến. Điều này đã được cảnh báo trước đó ở tập 12, khi họ quyết định rời đi khỏi cuộc chiến mà không đem theo các Kamehameha. Hơn thế là các Sở Baker thật sự không nghĩ rằng phe Shikibi đi tò lất sẽ giúp họ ngăn chặn thảm họa zombie này. Họ thật sự muốn tất cả các Shikibi đi tò lất sẽ bị lũ zombie lây nhiễm. Và sau đó họ nghĩ rằng họ có thể chiến đấu chống lại chúng dễ dàng bằng những công nghệ tiên tiến của họ. Hơn nữa họ có thể sẽ tận dụng vũ khí X-18 này để có thể tiêu diệt toàn bộ lũ zombie. Nhưng mình thấy kế hoạch này của các Sở Baker khá là đánh đổi. Bởi thật sự thì lũ Shikibi đi tò lất giờ đây đã khá là thân thiện và thật sự muốn giúp đỡ liên minh chống lại dịch bệnh zombie. Và nếu như có thể đánh bại toàn bộ lũ zombie, thì mình nghĩ cuộc chiến ban đầu giữa Liên minh và Shikibi đi tò lất cũng sẽ kết thúc. Nhưng nếu theo kế hoạch của các Sở Baker, thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Bởi lũ Shikibi đi tò lất sau khi bị biến đổi, nhưng sức mạnh của chúng cũng tăng mạnh theo đó. Do đó việc đánh bại chúng cũng khó hơn. Nên nếu như họ thật sự chọn cách đối đầu với cả lũ zombie và Shikibi đi tò lất, thì thật sự họ sẽ phải rất rất mạnh. Còn đối với việc họ đánh ngất Kamehameha POV, có thể anh ấy sẽ bị đưa về căn cứ của các Sở Baker trong tập tới. Và họ sẽ có thể điều tra những hiểu biết của anh ấy về vũ khí X-18 và hơn cả là thông tin về các Shikibi đi tò lất. Chắc các Sở Baker sẽ không làm gì quá đáng đối với các Kamehameha đâu. Vì kẻ thù của họ đâu phải các Kamehameha. Vậy các bạn nghĩ sao về những điều này? Liệu các Sở Baker thật sự sẽ là tổng thống trị vũ trụ này? Họ sẽ làm gì tiếp theo? Liên minh sẽ hành động như nào? Đặc biệt là tộc Kamehameha sẽ còn liên minh với Shikibi đi tò lất hay không? Hãy nêu ra những giả thuyết của bạn trong phần bình luận nhé. Hơn nữa là đừng quên để lại một like và một đăng ký ủng hộ mình nha. Đó sẽ là động lực rất lớn để mình phân tích các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn sớm nhất ạ.